Xin chào quý vị và các bạn. Mưa dông đã giảm dần tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong hôm nay. Về trưa chiều có lúc có hửng nắng, tuy nhiên lưu ý tại khu vực vùng núi, nơi sự hội tụ gió diễn ra mạnh hơn, lượng mưa trong 24 giờ có thể phổ biến từ 15 cho đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Bà con nơi đây cần hết sức cảnh giác với khả năng cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Còn về tình hình nhiệt độ, cao nhất trong ngày hôm nay tại Bắc Bộ chỉ phổ biến khoảng 26 cho đến 29 độ. Từ ngày mai có thể tăng nhẹ khoảng 1 đến 2 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, hôm nay thủ đô Hà Nội mưa giảm, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 độ. Tối và đêm tiết trời lại se lạnh, mức nhiệt hạ về còn 24 độ. Tương tự như miền Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa. Ban ngày có lúc hửng nắng nên thời tiết duy trì trạng thái dễ chịu. Nhiệt độ trưa chiều trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Đến chiều tối sẽ có mưa rồng. Thành phố biển Đà Nẵng trưa nay có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Mưa có thể xuất hiện rải rác vào chiều tối. Vì thế nếu có các hoạt động vui chơi ngoài trời, người dân cần mang theo các vật dụng che mưa bên mình. Tối và đêm nay trời mát mẻ, mức nhiệt hạ về còn 25 cho đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng đang có mưa dông. Trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, không loại trừ khả năng xuất hiện cả dông lốc, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Do đó biên độ nhiệt ngày và đêm chỉ từ 26 cho đến 32 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.